Một ngày làm việc của thiếu úy Phan Thị Huyền Trang không kết thúc tại cơ quan. Ngay sau giờ tan làm, chị lại cùng các cán bộ đoàn viên thanh niên công an tỉnh Sơn La đến điểm cấp căn cước công dân để hỗ trợ thực hiện việc ghi số định danh cá nhân của công dân vào phiếu thu thông tin căn cước công dân và giúp đội tàng thư căn cước công dân sắp xếp hồ sơ trong tàng thư theo hướng dẫn. Cùng với các đồng chí đoàn viên trong các đơn vị công an tỉnh được làm nhiệm vụ là hỗ trợ phòng PC06 trong việc cấp căn cước công dân, thì bản thân tôi cảm thấy đây là một công việc khá là thú vị. Tuy nhiên, khi mà trải qua công việc này thì chúng tôi mới thấu hiểu áp lực cũng như là khối lượng công việc mà các đồng chí đang trực tiếp làm công tác cấp căn cước công dân là rất lớn. Bản thân tôi thì qua đây sẽ phát huy tinh thần xung kích trách nhiệm của tuổi trẻ công an Sơn La để góp phần nhỏ bé của mình trong việc đảm bảo tiến độ đề ra của công tác cấp căn cước công dân. Nhằm phát huy tinh thần xung kích của tuổi trẻ công an Sơn La, góp phần hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ chính trị của Đảng ủy Ban Giám đốc Công an tỉnh về triển khai dự án cấp căn cước công dân có gắn chip điện tử trên địa bàn tỉnh Sơn La, Đoàn Thanh niên Công an tỉnh đã đăng ký và triển khai phần việc Đoàn Thanh niên Công an tỉnh Sơn La xung kích tham gia cấp căn cước công dân gắn chip điện tử. Đến nay, đã thành lập được 12 đội xung kích với gần 100 đoàn viên thanh niên tham gia. Quá trình triển khai thực hiện đã cơ bản đảm bảo các nội dung công việc theo đúng yêu cầu nhiệm vụ đề ra. Trong những ngày qua, Phòng Cảnh sát Quản lý Chính về Trật tự xã hội đã được Đoàn Thanh niên Công an tỉnh huy động đoàn viên các chi đoàn xung kích thực hiện phần việc thanh niên, trực tiếp tham gia các tổ cấp căn cước công dân lưu động của phòng PC06 tại công an các huyện thành phố, đồng thời là tổ chức các tổ công tác hỗ trợ đơn vị thực hiện việc sắp xếp hồ sơ căn cước công dân tại đơn vị vào tất cả các ngày trong tuần. Là bí thư chi đoàn Phòng Cảnh sát Quản lý Chính về Trật tự xã hội thì tôi đánh giá đây là một hoạt động hết sức ý nghĩa, góp phần giảm tải các cái khối lượng công việc của đơn vị đang trực tiếp thực hiện. Hiện nay, bên cạnh công tác hỗ trợ cấp căn cước công dân, Đoàn Thanh niên Công an tỉnh đã đẩy mạnh tuyên truyền, hướng dẫn người dân để nhận thấy rõ ý nghĩa của dự án, xác định trách nhiệm của bản thân, chủ động đến các địa điểm cấp căn cước công dân để làm thủ tục cấp căn cước công dân gắn chip điện tử, đồng thời tích cực tuyên truyền, vận động người dân cùng tích cực tham gia để dự án hoàn thành trong thời gian sớm nhất.